Chào anh em nhá. Nay điện hàng mà không quay được nha, trời mưa quá. Đây anh em nhá. Khoảng 6 7 cân gì đấy anh em ạ. Trời mưa không quay được. 6 7 cân gì đấy anh em nhá. Nay đi 4 anh em. Bắt sống luôn anh em ạ. Thỉnh thoảng bắt được một con sống nhá. Khá là to nha nhé. Đây cho cái của em. Cho cái này đang có con không đưa đi anh em nhé. Đưa con này và con kia đi thôi. Khá là to nha nhé. Mình cho anh em xem cho con của mình nhé. Cho con của mình chắc cũng được tháng rồi anh em ạ. Mà mình hứa cho anh em hết rồi, không để. Lứa này mình sẽ không để anh em nhé. Đây anh em nhé. Khá là đẹp. Mới mở mắt thôi anh em nhé. Đây con này con đực, hai con kia con cái nhé. Hai con này hai con cái luôn. Con này con cái nhé. Con này con đực anh em nhé. Mới mở mắt anh em nhé. Con này con đực nhé, khá là đẹp nhé, đầu to mà đuôi ngắn lắm anh em ạ, đuôi đẹp luôn. Con này con đực nhé, lứa này mình sẽ không để anh em nhé, lứa này mình cho anh em nuôi, lứa sau mình lấy con ru phối là mình mới lấy. Anh em nào đang xem video của mình cho mình xin một lượt đăng ký nhé nhé. Mình có động lực làm video cho anh em xem. Sáng nay định quay trực tiếp cho anh em xem mà đuổi lúc đuổi mà mưa quá anh em không quay được. Tiếc quá. Chào anh em nhé.